xin mến chào toàn thể đại gia đình thân yêu đã quay trở lại với kênh của Khiêu Nguyễn Vlog ha. Thì kênh của Khiêu Nguyễn chuyên chủ yếu nó về chim cảnh thôi bạn, đặc biệt là những cái dòng chim biết nói chuyện ở Việt Nam mình. Thì Khiêu Nguyễn muốn đem một số những kinh nghiệm mà mình có được trong quá trình mà chăm sóc những em thú cưng nhà mình, dù là thành công hay là thất bại, thì Khiêu Nguyễn muốn làm nên những cái video mà nó chân thật nhất để gửi đến toàn thể đại gia đình thân yêu mình nói chung và những bạn nào mà đang nuôi chim nói riêng về biết về những cái kinh nghiệm mà nuôi chim, thuần chim, chăm sóc chim và huấn luyện chim như thế nào cho nó được tốt ha. Và để đến với những cái thông tin chi tiết xuất hiện trong video ngày hôm nay thì các bạn cũng nhớ đừng quên nhấn subscribe ngay kênh YouTube của Khiêu Nguyễn Vlog, nhớ đăng ký bật chuông để nhận được những cái thông tin, nhớ cập nhật liên tục về những dòng chim cảnh hàng ngày trên kênh của Khiêu Nguyễn ha. Thì trước mắt các bạn, đây là những chú thú cưng nhà mình. Thì 3-4 ngày vừa qua mình có là thử nghiệm cái việc mà có rất là nhiều bạn hỏi mình đó bạn, tại mình đã nuôi chim lâu quá thì anh em họ yêu quý và họ muốn mình tư vấn về những cái cách mà cho chim ăn như thế nào và nuôi dạy chim ra sao, thì họ không biết vấn đề gì thì họ có đặt câu hỏi với Khiêu Nguyễn. Thì mình cũng nói chung là mình cũng chưa có trải nghiệm vấn đề đó, thì mình sẽ thử nghiệm coi là nó có thành công hay không, rồi mình sẽ làm nên những cái video hoặc giống là mình trả lời những câu hỏi của các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video này để nói chung là vừa trải nghiệm và vừa trả lời câu hỏi cho các bạn luôn, là cho chim nó ăn một loại thức ăn hoài nó có ngán hay không, giống như con người mình á, có khi mình ăn cơm hoài hay là mình ăn bún ăn phở hoài thì một món hoài thì nó ngán, nhưng mà đối với những chú chim này bạn thì mình cho ăn một loại thức ăn duy nhất thì nó ăn hoài nó sẽ được hoài, giống như con người mình ăn cơm hoài nó sẽ được hoài bạn. Còn mình thay đổi thì con chim nó không giống như con người mình, giống như là cái này mình có mua thêm là cho nó cái bịch cắm ớt này, thì mình có pha với lại cái loại cắm thái, với loại cắm thái này mà mình thấy là con chim coi giống như em chim cửu nhà mình nè. Mình đã để tầm khoảng chừng từ buổi sáng tới nay luôn, nhưng mà nó không có ăn cái cắm ớt này bạn, do là từ nhỏ tới lớn á, mình đã cho nó ăn cái loại cắm thái này rồi. Thì cái loại cắm thái này nếu mà các bạn cho nó ăn, có nhiều anh em hỏi là nó ăn hoài có tốt hay không, thì thưa với bạn là gần là mình đã nuôi chim cũng được gần 4 năm nay rồi, thì mình chỉ cho ăn duy nhất cái loại cám này thôi và áp dụng cho tất cả các loại chim mình nuôi luôn, đó là nó ăn và mình thấy cái sức khỏe, cái sự phát triển nó và rất là bình thường, mà nó không có bệnh hoạn gì mà làm cho mình phải phiền lòng về cái việc mà cho ăn hết chứ. Tại vì nếu mà các bạn cho ăn một loại này thì các bạn chỉ cho ăn riêng một loại cám này thôi, còn các bạn mà đừng có mua cám thái, cám ớt hoặc giả cám gà hay là gì đó cho nó ăn cho nó đỡ ngán thì cái vấn đề đó nó không có bạn. Tại Khiêu Nguyễn đang thử nghiệm và mình giống như là mình đã thất bại bạn, tại vì mình đầu tiên mình cho nó ăn cám này và mình trộn lẫn giữa hai cái lại với nhau để mình bỏ vô hộp cho nó ăn, và các bạn biết là cái kết quả mình nhận được là nó chỉ gấp và nó lựa những cái viên cám thái nó ăn thôi. Còn bạn thấy cắm một hũ cắm ớt và nó còn y gan đây, nó không ăn gì hết á, là đó bạn thấy là nó chỉ ăn một loại thôi. Còn nếu mà bạn muốn cung cấp thêm những cái thức ăn như là mồi sống, sâu, dế hoặc giả những cái trái cây như là chuối, dưa hấu, thanh long đồ á, thì một tuần có thể bạn có thể là nhân ra một ngày, hai ngày hoặc giá ba ngày, nếu mà anh em nào có thời gian thì mình nên mua mồi sống, mua chuối, mua trái cây về mình cung cấp thêm cho nó. Còn cái việc mà thức ăn chính của nó thì chỉ có một loại và một loại duy nhất thôi. Nếu bạn cho ăn cám ớt thì các bạn chỉ cho ăn mỗi loại cám ớt thôi, còn các bạn cho ăn cám thái hay là cám trứng gì đó thì các bạn chỉ cho ăn một loại thôi, bạn để thêm loại thứ hai là nó sẽ không ăn. Mà tại này Khiêu Nguyễn đã thử nghiệm và mình cũng khẳng định với bạn 100% là nó sẽ không ăn ha. Thì đó, thì thôi Khiêu Nguyễn cũng cảm ơn tất cả anh em và mọi người nãy giờ đã theo dõi cái video của mình. Thì video hôm nay mình cũng muốn nhắc nhở với tất cả những bạn nào mà nuôi chim nhưng mà chưa có trải nghiệm được cái việc mà
cho chim ăn một loại thức ăn nó có bị ngán hay không, và mình trộn hai loại thức ăn lại với nhau nó có ăn hay không đó. Thì thôi, một lần nữa Khương Nguyễn cũng xin cảm ơn toàn thể đại gia đình thân yêu đã quan tâm và theo dõi cái video của mình. Chúc anh em và mọi người vui và thành công cuộc sống nha. Chào tạm biệt mọi người.